18 chấp 40, ta có 90 tỷ tiền liếm cổ. Chị anh, em đi đâu vậy? Chị anh ở đây cơ mà. Rào Viễn, cậu tên là Trọng Viễn đúng không? Cuối cùng tôi cũng tìm thấy cậu rồi. Hôm nay đúng là lúc đó kỳ đây của mình. Tôi có thở ID trái của cậu không? Chỉ là ID trái thôi, xin cậu đừng có từ chối tôi. Tình huống gì vậy? Sao lại có một nam sinh nữa thế? Diễn sĩ tình yêu ngã xuống rồi, đau quá đau rồi, học trưởng Lý Dương Thu rồi. Giờ bảo cái gì mà là Trọng Viễn á, mình không phục. Chỉ anh, em phụ tôi quá nhiều rồi. Lý Dương, có phải cậu cảm thấy không cam tâm á, cảm thấy không thở hiểu nổi á, cảm thấy Hà Chỉ Anh chỉ có một chân đạp hai thiền đúng không? Ý gì vậy? Cậu muốn xỉ nhục tôi sao? Lý Dương, thật ra tôi vẫn luôn ngưỡng mộ cậu. Mọi người đẹp trai giỏi thể thao như cậu rất dễ được người khác giới chú ý. Cậu coi tình yêu của con gái giống như là chuyện đương nhiên vậy. Nhưng khi cậu phát hiện mình mất đi ánh hào quang, cậu hổ rồi. Trong đầu cậu chỉ toàn là thắng bại, lại thờ ơ cảm xúc của bạn gái cậu. Là cậu tự mình đẩy cô ấy xa hơn từng một chút. Chuyện đến nước này là muốn giả vờ đáng thương nó đòi quay lại, cậu không cảm thấy mình như này như cái tên hờ sao? Trọng Viễn nói đúng, tôi tự làm tự chịu. Trời ơi, nói như vậy cũng không phải do kỹ thứ ba chiên vào. Chiến tranh lạnh quả thực rất đáng sợ. Lúc ở bên nhau thì không đối xử tốt với người ta, bây giờ đòi lại, đòi quay lại có tác dụng gì chứ? Cậu ấy hiểu mình. Độ hảo cảm của Hà Chỉ Anh hiện tại là 91 điểm. Đó là Trọng Viễn, cậu ta cùng nữ sinh này có quan hệ gì? Không được, mình phải nói cho Kỳ Kỳ. Trai nam này Kỳ Kỳ, không hay rồi, Trọng Viễn ngoại tình rồi. Tiểu Phi, cậu đừng có náo nữa. Cũng có thể ngoại tình, riêng Trọng Viễn thì không. Ban nãy dưới tuần có một nữ sinh tỏ tình với Trọng Viễn, hai người họ còn mắt đưa mày lại đấy. Người khác muốn tỏ tình, bản thân Trọng Viễn cũng không thèm, cũng không kiểm soát được, lại nói điều này cũng không đạt biểu cái gì. Vậy cái này thì sao? Cái này thì chả thích thế nào. Cậu ta tặng tiền điên cuồng cho người phụ nữ khác. Cái này à, Trọng Viễn nói với tớ rồi. Hơn nữa tổng số anh ấy tặng không chỉ 3.000 vạn đâu. Hả? Cậu ta tặng quà cho nữ stream còn nói cho cậu. Đúng vậy, cơ sở của việc hai người ở bên nhau chính là tín nhiệm á. Anh ấy tin tớ, tớ tin anh ấy. Rất vô lý sao? Quên đi Tiểu Phi, có đến độc thân từ trong bụng mẹ sẽ không hiểu kiểu thần giao cách cảm này đâu. Mọi người đang tốt như vậy sao có thể trở nên ngu ngốc như thế chứ? Trọng Viễn, rốt cuộc cậu cho cậu ấy uống cái bùa mơ thuốc lú gì thế? Viễn tử, cậu tập trung chút. Nào có ai chơi phá bản còn buồn ngủ. Tôi cũng không muốn tới mà, là cậu xin tôi tới. Hôm nào cậu to tiếng như thế làm gì? Sẽ dỗ Trọng Viễn đấy. Bọn tôi thích nhìn Trọng Viễn ngủ, cậu gọi cậu ấy dậy làm gì? Trọng Viễn, cậu không sao chứ? Tối nay có rảnh không? Trọng Viễn, tôi thấy cậu hình như tôi có chút mệt á, tôi mua cho cậu một cốc latte nhé. Cậu xem đi, họ nói cậu không tới thì họ cũng không tới. Sỏi ca như cậu sao có thể hiểu nỗi khổ của nam sinh bình thường như bọn tôi chứ? Vậy cậu giải thích xem tại sao cô ấy cũng ở đây? Tôi là tiểu thí, tôi tự bỏ thanh mai trúc mã rồi chạy theo con trai của Kim Viên Ngụy, sau đó bị giết rồi. Nhưng tôi cảm thấy tôi đáng đời, không cần tìm hung thủ gì đó đâu. Tôi đáng phải chịu. Bạn học bình tĩnh chút, cậu như vậy bọn tôi không còn cách nào để chơi nữa. Lâm Thứ Đồng nghe nói cậu ở đây nên cứ muốn đến, tôi cũng hết cách. Cậu rốt cuộc làm gì cô ấy vậy? Nghe nói gần đây cô ấy đi khám hình như có thai rồi. Ấy là mình quá đáng rồi sao? Tuy cô ấy làm tổn thương mình nhưng sau quan hệ trói buộc hình như cô ấy cũng thật tâm hối cải.
Mặc dù cô ấy sai nhưng cũng không đến tội chết. Mình có tuyệt tình quá không vậy? Ở Trần Viễn, trong trường đều đồn cậu là thần Hạo Yên tổng ở trên mạng, có phải thật không? Đúng vậy, đúng vậy, nickname của các cậu đều giống nhau. Yên tổng, tôi... Nếu Trần Viễn là Yên tổng, tôi lấy cái đầu xuống cho các cụ đá. Yên tổng là một thần hào tận mấy trăm triệu trên cá mập Tròn Viễn, cậu là cái thá gì mà đòi so với Yên tổng chứ? Vậy mà là anh ta. Xin chào, tôi tên là Lý Vân Đào, ông chủ quán này. Tôi đã chú ý tới em rất lâu rồi, có thể ai đã WeChat không? Cái này chấp 41.